chúng sinh hết. Sanh ra trong môi trường nào thì dính chặt trong môi trường đó. Thấy chưa? Và thấy cái mình có đó là số 1. Cái này quan trọng dữ lắm. Mà tôi mong là ngày xưa mẹ tôi, trước khi mất mẹ tôi được nghe cái này. Nếu mà ở đây là nhỏ nhất là cô đó, nếu mà cô hỏi tôi có chặn đường về chữa, con nói sư ơi, con dốt một pháp sư cho con một vài phút về Phật pháp được, tôi sẽ nói của con này. Nói con về con định nghĩa giùm sư hai chữ hạnh phúc và đau khổ là gì vậy? Con định nghĩa được hai cái này rồi, con đã hiểu được Phật pháp rồi. Phật pháp là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là có được cái mình thích. Đau khổ là phải chịu đựng cái mình ghét. Xem chưa? Xem chưa? Hạnh phúc là có được cái mình thích, và đau khổ là phải chịu đựng cái mình ghét. Mà tại sao có cái thích ghét đó? À, cái vấn đề đó quan trọng nó nằm ở chỗ đó. Tại sao có cái thích ghét? Chứ hết là hạnh phúc là đau khổ là từ thích ghét mà ra. Mà cái thích ghét từ đâu mà ra là do tiền nghiệp. Cái tiền nghiệp quá khứ á, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Chính vì ba cái này nè, nó mới cộng lại nó làm ra cái chuyện thích ghét khác nhau. Có hiểu không? Bây giờ nó tiền nghiệp, do tiền nghiệp bây giờ con sanh ra con làm đàn bà. Thì đàn bà nó có những cái thích ghét không giống đàn ông đúng không? Cái thích là cái ghét. Có hiểu không? Hiểu. Do cái tiền nghiệp quá khứ bây giờ con sanh ra con làm đàn bà, thì khi mình mang cái thân đàn bà thì mình có những cái thích và cái ghét không giống đàn ông. Hiểu chưa? Do cái nghiệp thiện ác quá khứ bây giờ cô sanh ra cô giàu nghèo không giống người ta đúng không? Thì cô có đồng ý với tôi cái sở thích của giàu nghèo nó khác nhau đúng không? Được tất cả đúng không? Đúng rồi chứ. Tại khi tôi nghèo tôi chỉ đủ ngày có cơm ba bữa thì cái thích tôi là sao giống cô được? Cô thích những cái kỳ lắm. Cô thích một cái Rolex. Cô biết ở bên Thụy Sĩ đấy, nó có một con đường ở Zurich, con đường nó bằng đường bao nhiêu là con đường shopping mắc nhất thế giới. Tôi từng thấy một cái đồng hồ có 120.000 cái con đường đó. Tôi từng thấy một cái đồng hồ 120.000 nằm trên con đường đó. Mà đối với cái dân cỡ nào thì nó mới có cơ hội để mình nó mua cái đó về. Cho nên cái thích cái ghét của một, trước hết là đời này nó gồm có hai cái hạnh phúc và đau khổ. Mà hạnh phúc từ đau khổ nó đi ra từ cái thích và ghét. Mà cái thích và ghét nó lại đi ra từ ba thứ, đó là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Xem chưa? Do tiền nghiệp mình phải mang thân nữ, cái thích ghét khác nam. Do tiền nghiệp mà mình là nhà nghèo thì cái thích mình khác nhà giàu. Do tiền nghiệp mình có cái bằng đại học, do tiền nghiệp mình không biết chữ, đúng chưa? Do tiền nghiệp mình sống ở cái vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Do tiền nghiệp mình sống ở cái vùng phố lớn trung tâm. Do tiền nghiệp mình sống ở mấy xứ tư bản phát triển. Do tiền nghiệp mình sống ở châu Phi xích đạo. Nghe hiểu không? Chính từ cái những cái chỗ này nè, nó mới làm cho cái thích và ghét của quý vị nó không giống nhau. Mà hễ mà thích ghét không giống nhau á, thì nó làm cho cái đau khổ và hạnh phúc không giống nhau. Cái này quan trọng lắm. Nghe không? Nghe không? Nghe không? Lo đi nghe đi rót nước rồi đâu. Ừ. Vậy nghe hiểu không? Vậy vậy thì muốn hiểu, muốn hỏi Phật pháp là gì thì tôi chỉ làm như cái cô này cũng chẳng được, tôi ngoài cửa tôi chỉ nói có ba câu thôi để con về con nhớ nè. Hạnh phúc và đau khổ chính là có được cái mình thích hay là chịu đựng cái mình ghét. Mà cái thích ghét cái này đâu nó ra là do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Và từ chỗ ba cái này nó khác nhau. Cảm ơn thủ liền luôn liền. Ba cái này nó khác nhau cho nên là cái kiểu hạnh phúc và đau khổ khác nhau. Và chính vì không hiểu cái này cho nên chúng ta cứ đời đời sanh tử, đời đời sanh tử. Cứ sanh ra hãy mang thân nữ là có những cái thích của nữ. Rồi thích lấy chồng, thích sinh con, rồi thích một đứa bé đó, nhõng nhẽo, một đứa bé bụ bẩm rồi blah 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 blah. Rồi chỗ nhiều quá một hồi là chết luôn. Nó đi biểu tình nữa. À, bây giờ nghe kiểu không? Cái này hồi nãy tôi nói tôi giảng mà tôi còn cầu may đó, tức là tôi mong các vị hiểu được cái đó thôi. Cứ nhớ nhiều nít vậy đó. Bây giờ không hiểu nhưng mà lâu ngày, chừng một ngày hai ngày sẽ thấm ra sao. Chiều nay
trước lúc chia tay cũng là nhấn mạnh cái đó. Bây giờ tôi nhắc lại, thế giới này chỉ có hạnh phúc và đau khổ. Đau khổ và hạnh phúc nó đến từ cái chuyện mình thích ghét cái gì. Thứ ba, do đâu có thích ghét là do cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Từ ba cái này nó mới quyết định là mình thích và ghét cái gì. Và cái ba cái này nó quan trọng, nhưng quan trọng thế nào, nó quan trọng thế này. Hôm nay mỗi giờ trôi qua, ta nên để ý mình đang thích và đang ghét cái gì. Chính cái thích và ghét này nè, nó sẽ là cái chốn về cho mình ở một cái kiếp khác. Thích ăn ngon mà không có công đức sẽ xâm ra làm loại ăn tạp. Thích mặt đẹp mà không có tu hành thì sẽ làm loại diêm vúa sặc sỡ. Thích sống một mình mà không có tu hành thì sẽ làm những loại động vật ở nơi hoang dã. Thích đông đúc vui vẻ thì sẽ sanh làm những loài động vật bầy đàn. Mà trong khi đó nếu mà mình thích đông đúc vui vẻ mà mình lại có tu á, thì đời sẽ sanh ra làm sao? Quyến thuộc đông, bà con hùng hậu, hiểu không? Có những người là thôi bác sĩ kỹ sư trùng trùng như quân nguyên. Còn có những người là sanh ra giàu có mà một đời cô đơn. Có người giàu có mà đầu óc thì nó chậm rì và nói hoài nó không hiểu. Có không? Có nhiều đứa nó giàu mà nó khờ, có nhiều đứa nó khôn mà nó nghèo tùm lum hết. Rồi có đứa nó giàu nó khôn mà nó bệnh suốt, bệnh suốt, người nó cứ yên, nó cứ rem rem, nó nhức nhức, cứ cắt cái này rồi mổ cái kia mà xuống vậy đó. Chẳng qua bây giờ mấy cô đang trong lúc ok, mấy cô thấy không bệnh, không đói, không có gì hết. Chứ thật ra đó, nếu mà sống bằng chánh niệm, cái vấn đề mà chúng ta gặp trong đời sống nó nhiều dữ lắm. Phật dạy cái này mà mình không tin. Phật dạy cái này nè, con ngồi xuống đi, con ngồi xuống, con nhắm mắt lại, con theo dõi hơi thở ra, biết ra vào, biết vào, lúc đó con mới tin lời ta là đúng. Cái thân này của con nè, nó không có sung sướng như con nghĩ đâu. Cái tâm này của con, cái phần hồn, phần xác của con nó không có ngon lành như con nghĩ đâu. Nó trùng trùng vấn đề. Bây giờ tôi lát tôi đi về, mấy con vô trong phòng, con đóng lại, mấy con đi đi. Xếp bằng lại, hít sâu, thở chậm. Thì lúc đó mới thấy nó ngứa chỗ này, nó nhộn chỗ kia, nó đau lắm. Tại vì mình không có sống chánh niệm, cho nên mình cứ tự mình gạt mình. Mình nghĩ là mình giàu, mình đẹp, mình giỏi, là mình ngon. Không, mình cứ sống bằng một cái niềm tin rất là trẻ con. Để rồi có một ngày khi mà bác sĩ phán là ung thư kỳ cuối, thì lúc đó kinh hoàng lắm. Lúc đó là các vị đi kiếm tôi không giúp được. Tại vì bình thường các vị không có trao dồi. Hôm Calama cách đây 4 năm tôi cùng đi coi đất với một cô cổ khỏe mạnh mà kinh tế cô ok ổn định. Bây giờ sau Covid thì bác sĩ nó có bị ung thư kỳ cuối. Thì tôi nhìn cổ là cổ phải nói là rất là hoảng loạn. Nếu một người hỏi tôi sống như thế nào là tốt nhất thì tôi sẽ trả lời sống tốt nhất là một cái đời sống của một người sẵn sàng chết. Đó là sống tốt nhất. Tôi không muốn nhìn thấy các vị hoảng loạn. Tôi không muốn các vị ra đi trong sự tiếc nuối và sợ hãi. Tôi muốn các vị giàu nghèo không quan trọng, mà tôi muốn các vị thanh thản trước thị phi. Trong rất nhiều bài giảng ở miền Bắc vừa rồi, tôi có nói đến một chuyện mà bữa nay tôi muốn nhắc lại. Một căn nhà ok là một căn nhà có hai cái khả năng cách nhiệt và cách âm. Nhớ đó không? Khả năng cách nhiệt là dầu ở ngoài nó nóng, nó lạnh cái máy, mà trong phòng vẫn mát. Con người cũng vậy, dầu cuộc đời có ra sao mình vẫn có thể an lạc. Đó là khả năng cách nhiệt. Và cách âm là sao? Có khả năng chịu đựng được thị phi, khen chê. Ai mà thích khen thì người đó khi bị chê chịu không nổi. Cho nên mỗi lần mà nghe ai khen, nghe cái gì vui thì cứ nhớ rằng cái này rồi cũng qua đi. Phải nhớ như vậy. Thì cái người mà trước cái vị ngọt mà mình bình thản được thì trước cái vị đắng mình mới đủ cái lực để mình chịu. Chứ còn không có khả năng gọi là bình thản trước thị phi thì gọi là cái ngôi nhà không có khả năng cách âm. Mà cái nhà mà không có khả năng cách âm, không có khả năng cách nhiệt, cái nhà sao ở? Cái nhà mà đắt tiền là bởi vì nó có khả năng cách âm, nó có khả năng cách nhiệt. Một con người muốn an lạc là phải cũng có phải có khả năng cách âm và cách nhiệt. Thì tu như vậy mới là tu đúng. Còn anh tu, anh tùm lum, anh thầy bà, anh cúng dường tùm lum mà anh không có khả năng cách âm, không có khả năng cách nhiệt, cuộc đời nó có thể làm tổn thương anh một cách rất là dễ dàng. Chưa được an lạc.
Người hiểu Phật pháp là phải người là người có khả năng an lạc với chính mình, là tôi đúng. Còn anh học Phật pháp cho nhiều, anh lễ lại cho nhiều, anh bái sám cho nhiều, anh cầu nguyện cho nhiều, nhưng mà anh không có khả năng an lạc khi anh sống một mình ấy, đó là tôi sai. Tôi sai. Cái người tôi đúng mà ăn rau luộc họ vẫn mỉm cười, họ ăn yến ăn sẽ bầu ngư vẫn mỉm cười. Cái người đó được gọi là người có khả năng cách nhiệt. Còn cái người mà có khả năng mà bình thản với chuyện đời thì gọi là người có khả năng cách âm. Yeah. Khả năng cách âm. Như thế là phải hành trình tốt. Ừ, nghe với hành trì thì nặng lắm mà thường xuyên nhớ. Nhớ chính là hành trì. Thường xuyên nhớ cái điều mình nghe, điều mình hiểu. Thường xuyên nhớ nó thì đó chính là hành trì. Các vị nghe là càng nghe lại tôi đi. Một là thử sống chánh niệm một ngày không chết ai đâu. Tức là sáng dậy mình thức dậy, bỏ chân xuống là một cách biết, một cách tỉnh táo biết rõ. Bước đi cũng một cách tỉnh thức biết mình đang bước. Nắm cái nắm cửa nhà tắm biết rõ, vặn biết rõ. Mở đèn biết rõ. Xả nước đánh răng biết rõ, lấy cái khăn lao cũng biết rõ. Thử sống một ngày như vậy đi. Từ ra nhà bếp hoặc là kêu cái cô nấu ăn, tất cả trong chánh niệm để bố dọn cho mình ăn, mình phải ăn bình thường nha, chứ không phải ăn kiểu mà chậm chậm, phải ăn bình thường nhưng mà ăn trong cái chánh niệm. Rồi sau đó mở cửa ra giường với cây quét xanh ngót lá cũng làm trong chánh niệm, thử làm một ngày đi, thì coi một ngày rồi thế làm thế ngày, hai ngày, ba ngày. Thì cái kiểu sống nó trước mắt của gì, vừa có khả năng cách âm vừa có khả năng cách nhiệt, mà cái quan trọng nhất là đối phó với tuổi già, với bệnh tật và đặc biệt là cái chết rất tốt, rất tốt. Không sợ cô đơn, chẳng những không sợ mà còn mê cô đơn. Lúc đó tự nhiên thấy cái xe ai mà ngừng, cái tự nhiên nó hơi khó chịu. Bởi vì sẽ có một ngày các vị nằm một mình giữa một căn phòng bốn tường vôi trắng. Sẽ có một ngày các vị chỉ có nghe tiếng bước chân của y tá và nghe mấy lời hỏi thăm của bác sĩ. Sẽ có một ngày các vị chỉ nghe toàn mùi ê tê, mùi thuốc, mùi sát trùng. Sẽ có một ngày mà người ta đẩy vị vào phòng mổ mà không biết có lúc trở ra hay không. Sẽ có một ngày mà tất cả tiền muôn bạc tỷ không còn giá trị nữa. Sẽ có ngày đó. Và hôm nay tôi đã 55 tuổi. Tôi biết chắc nếu tôi không chết sớm thì 20 năm nữa tôi đã 75. Thì lúc đó tất cả những gì mà tốt đẹp, ngon lành nhất, ngọt ngào nhất của cuộc đời này đối với ông cụ 75 không giá trị. Và mình phải nhường lại cái sân chơi này cho thế hệ khác. Nó tàn nhẫn vậy. Mà nó xui một chỗ, chúng ta là những cái trái cây. Cái trái khi mà nó bắt đầu có mùi thơm thì cái trái nó bắt đầu chín. Và bắt đầu chín có nghĩa là sắp về đất. Chúng ta bắt đầu có mùi thơm của danh, của lợi, của quyền lực, của tiền bạc thì cũng nghĩa là chúng ta là trái mít sắp về đất. Có tao lâu cái đó, mít non thì là còn trụ lâu. Mà nãy thì tôi nghe chúng tôi đồ mùi mít không được. Tiền bạc, quyền lực, tụi lâm mít. Yeah, nó tàn nhẫn, rất là tàn nhẫn. Nó tàn nhẫn. Tất cả chúng ta nó tàn nhẫn cái này. Trong cháu nội nó vào đại học mình sẽ tu, tới hồi nó vào đại học mình già rồi, chồng con nó lấy vợ xong mình tu, lúc con lấy vợ xong mình không muốn tu. Có nhiều người ở nhà ru em, lấy chồng ru con, có con rồi bắt đầu ru cháu, chị ru cháu nội chưa hết chuyển qua ru cháu ngoại và cháu cố, không muốn tu. Rồi có những người về già họ không chịu nổi cô đơn, họ phải nuôi thú cưng, họ phải chơi với cháu với con. Mà đó là một tuổi già đó của tôi, đó là một tuổi già thất bại. Chúng ta phải có khả năng an lạc. Chúng tôi sống với người ngoại quốc, người Thụy Sĩ đó, họ không phải là Phật tử nhưng mà họ tự hơn có khả năng an lạc. Người của mình mà khi có tí tiền là đi đâu thích quấn khăn bôi dầu gió, có người dắt tay. Nhưng mà người Thụy Sĩ thì không, họ tiếp tục chạy bộ, đi xe đạp, chèo thuyền cho đến bao giờ không làm được nữa thì thôi. Còn mình thì thích hưởng thụ, thích im ấm. Nhưng mà cái kẻ nào thích êm ấm thì kẻ này sẽ vô cùng đau khổ khi không được êm ấm. Nhớ lời của tôi. Rồi mình phải chuẩn bị khả năng đó.
các vị có biết rằng tôi về Việt Nam, tôi biết cái nhóm ngoài Bắc, tôi như một ông hoàng. Nhưng các vị không biết ở bên nước ngoài tôi sống quạnh hiu cái nào, 3 tháng tôi không thấy Phật tử. Có người quen là lên xuống thăm, chứ còn Phật tử đến thăm mà đảnh lễ cũng được không. Trên núi một mình tuyết trắng như vậy. Yes, yeah. Cho nên phải luôn luôn nhớ cái gì đến được cái đó đi được. Đọc như thần chú vậy đó. Và hãy nên nhớ cái pháp môn tự kỷ ấm thị rất là quan trọng. Tự kỷ ấm thị là nghĩa là lúc đầu nó phải là phải là nó phải là mình, nhưng mình cứ niệm nó hoài cái lúc nó thành ra của mình. Có hiểu được nó không? Nó không phải là mình phải như vậy, nhưng mà mình cứ niệm nó hoài. Chứ mình niệm là ai rồi cũng chết, chết rồi cái gì cũng buông, ai rồi cũng chết, chết rồi cái gì cũng buông. Thì mình thấy cái câu này nó rất là kỳ. Mình thích niệm Phật, niệm Bồ Tát cho nó linh, nhưng mà không. Nếu các vị là mẹ ruột của tôi, chị ruột của tôi vẫn đang nghĩ các vị đọc câu này. Ai rồi cũng chết, chết rồi cái gì cũng buông. Thì niệm như vậy một ngày, hai ngày, ba ngày, niệm sáng, niệm trưa, chiều, tối. Các vị niệm trong vòng 3 tháng, 6 tháng, các vị thấy nó linh vô cùng. Ai mà chửi vô mặt, phun nhạt, nhổ vô mặt, các mình vẫn thanh thản. Mà đi mà máy bay mà nó nghi nó lắc cái là người ta rung bắn lên, là mình vẫn mình cứ điểm hoài ai rồi cũng chết, chết rồi cái gì cũng buông, ai rồi cũng chết, chết rồi cái gì cũng buông, ai rồi cũng chết, chết rồi cũng buông. Thì cái đó là kinh nghiệm vàng, nó xui chỗ thằng tử nghe nó hỏi ngán, thấy xem sư giảng tối ngày chết chóc ghê, nhưng mà nó xui một chỗ là ngay lúc anh sống anh phải biết nghĩ cái đó. Ngày xưa ở một quân trường trước 75 ấy, quân trường của Nguyễn Đăng Hòa nó không có ghi cái câu thế này: cư an tư nguy, nghĩa là sống trong lúc bình yên phải dự nghĩ đến lúc nguy cấp, bốn chữ đó. Thay vì ghi ba cái câu mà nhẫn giết gì đó lắm, tu là cái gì đó, bởi vì ghi được bốn chữ cư an tư nguy, đang lúc bình thường bình yên phải nghĩ đến lúc nguy cấp. Ai đọc chuyện Kim Dung có nhớ chuyện Tiểu Long Nữ ngủ dây không? Tiểu Long Nữ ngủ dây bỏ công mới thượng người, là bởi vì lúc nào bà cũng có thể bị rớt, cho nên lúc nào bà cũng ngủ trong cái sự cảnh giác. Mà nhờ vậy Tiểu Long Nữ có một cái võ công thượng thừa. Hành giả phải là người có khả năng ngủ dây, có nghĩa là sao? Lúc nào cũng sống trong cảnh giác. Tình người, tiền bạc, sức khỏe, sự sống chết, tất cả rồi nó phải bỏ mình đi trong một sớm một chiều. Cái thường xuyên tâm niệm như vậy. Chứ còn mà cứ đi niệm tụng cái gì đó, cái kia mới quan trọng. Ai rồi cũng chết, chết rồi cái gì cũng buông. Đi mình đi quét lá, đi quét xăng cứ niệm hoài, ai rồi cũng chết, chết rồi cái gì cũng buông. Mà sẽ có một ngày cái vị gọi phone nửa đêm cảm ơn tôi rối hết. Chỉ là bữa nay người ta mắng con không có xi nhê nữa. Hãy vậy mới được. Hồi đầu thì mình niệm giống như là mình niệm két, niệm vẹt đúng. Nhưng mà lâu ngày nó thành của mình. Lâu ngày nó là của mình. Lâu ngày nó là của mình. Ai rồi cũng chết, chết rồi cái gì cũng buông. Phủ phàng lắm. Có người buồn đi vào chùa nhìn tượng Phật, có người buồn vô chùa nghe tiếng chuông, có người buồn vô chùa nghe mùi hương khói, có người buồn đi ra nghĩa trang. Tin ra đi, bữa nào các vị mà buồn ra nghĩa trang á, đi vòng cái coi ai chết năm mấy tuổi mấy tuổi ấy, rồi nghe lỏng nhẹ liền à. Mà có nhiều khi đi nghĩa trang vòng nghe cái lỏng nó còn thanh tịnh hơn đi chùa nữa. Để cho chùa là cái chỗ thị phi. Yeah. Chùa thấy vậy đó, cứ đi một vòng ra nghĩa trang thôi, y bà này mấy tuổi chết, ông kia mấy tuổi chết, có nhiều đứa nó có 15, 17 cũng đi rồi. Thì nhờ coi cái lòng nó nhẹ đi. Bây giờ các vị mới nhớ cái bài giảng của hồi nãy. Có nghĩa là vị tỷ kheo nói riêng, hành giả nói chung, phải có khả năng thay áo một ngày nhiều lần. Thay áo gì? Thay áo cái tháp tu ấy. Có lúc mình niệm Phật, có lúc mình niệm tâm từ, nhưng cũng có lúc mình quán bất tịnh và cũng có lúc mình niệm sự chết. Có những lúc mình phải quên hết chỉ niệm sự chết thôi. Mình hết. Chỉ niệm một cái thôi. Mà có bị hỏi tôi xưa xưa biết lúc nào niệm cái nào. Lâu ngày nó quen. Khi mình gặp chuyện mình coi bốn cái đề mục đó, cái nào mà nó có tác dụng lớn nhất. Hiểu cái không? Thì cho nhìn mấy bà làm bếp. Cái dao nào là chặt xương, dao nào là dao phi lê, dao nào là dao sắc hành. Vậy cái đó. Thì khi các vị đã học qua lớp bếp rồi, các vị xuất bếp, các vị biết cái nào dao nào xài việc gì chứ. Hay là bắt tôi mỗi lần xuống tôi phải nắm tay chỉ từng cái, hiểu không?
Triết học giáo lý thì tự nhiên khi mà hữu sự mình lúc mình biết mình cái gì nó đối với mình nó tác dụng nhất. Tự nhiên biết. Con xin được hỏi sư này, con biết là con hỏi thì con cũng rất là rất là mâu thuẫn những câu hỏi. Con có một người bạn ấy là người ta cũng bị cái bệnh ung thư, nhưng người ta cũng trong cái tình trạng nặng, xong người ta mất rồi. Thế sau lại có một quý thầy lại nói với con là nếu mà gặp sớm thầy ấy thì thầy sẽ đưa sang gặp các ngài Pháp Vương thì sẽ sống lại. Thì con thấy rất mâu thuẫn, thì con xin con nếu chỉ con đang phải học. Nó hay vậy, nó hay kẹt vậy cô. Vâng, thì tôi không biết cái người mà nói cô đó có phải là cái người mà cô quý kính hay không. Quý thầy ấy. Thì cho nên xin trả lời, đó là một chuyện rất là tế nhị. Thì nhưng mà có điều là có thể đó là một cách nó an ủi. Có thể là cách an ủi đó là mình nói tốt. Chứ còn nếu mình nói một cách rốt ráo thì cô biết mà. Dạ vâng. Trong thanh tịnh đạo có dạy thế này, niệm chết là niệm sao? Vĩ đại như chư Phật còn chỗ là cái hiểu. Vĩ đại như chư Phật mà còn có lúc bỏ xác. Trí tuệ như ngài Sắc Lợi Phất còn có lúc bỏ xác. Sang trọng như Diễn Lưng Vương như Đế Thích còn có lúc bỏ xác. Thì xá gì là ta? Và tôi nhắc cô nghe hồi nãy tôi nói cùng cái ba cách niệm Phật mà cô quên là cách một. Đức Phật không thể nào cho mình tất cả những gì mình thích, nhưng Phật có thể dạy cho mình không thích cái gì. Cái sự vĩ đại của ngài không phải là ngài cho mình tất cả, mà sự vĩ đại của ngài là ngài dạy mình không thích gì hết. Cái vĩ đại của cái thứ hai của Đức Phật là Đức Phật ngài không có thể làm giúp cho ai không chết, nhưng mà ngài có thể giúp cho người ta không sợ chết. Cái đó, cái đó nó vừa ý nghĩa mà nó vừa là có thật. Cái thứ ba, Phật không thể nắm tay từng người mà đưa đi khắp nơi trong vũ trụ, nhưng Phật có thể dạy cho mình thấy rằng đi đâu cũng vậy thôi. Cái đó nó quan trọng hơn, đúng không? Nếu cô là mẹ tôi, cái gì cô cũng chiều thì theo cô, tôi chiều cô chiều được bao nhiêu phần trăm? Cô là bà mẹ tỷ phú theo cô á, cô chiều được bao nhiêu phần trăm? Không trả lời được hết. Cái đồng tiền của cô có giới hạn, đúng không? Nhưng mà cái đòi hỏi của tôi có giới hạn không? Không. Hiểu chưa? Cho nên cô là tỷ phú, đúng. Nhưng mà nói là cô chiều tôi đó, vì cô cưng tôi là cô nghĩ cô chiều được bao nhiêu. Nhưng cái này hay nè, cô nói thì sao đó mà để cho tôi thấy rằng lo học hành thành người, thành nhân quan trọng hơn là chạy theo các cái nhu cầu. Nếu mà cô dạy nó một lúc nào đó tôi không có còn đòi hỏi tiền bạc nữa, lúc đó đó là cái thành công mà cô có thể làm được, đúng không? Cái đó nằm trong sức của cô. Chứ còn chuyện mà cô nói cô tỷ phú mà cô chiều một đứa con hư thì tôi không tin. Tôi không tin, vậy hiểu chưa? Cái phần ngày không có chiều đứa con hư, mà ngày sửa đứa con hư thành đứa con nên. Chứ ngày không có chiều đứa con hư. Mình chỉ có thể dạy con đừng đánh bài, chứ mình không thể nào đủ tiền cho con đánh bài suốt đời. Phật không có làm cái chuyện mà là impossible đó, cái chuyện mà bất khả đó. Đạo Phật là đạo thông tuệ, ngài dạy cho người ta hiểu. Bởi vì trong kinh có câu hay lắm, hiểu biết sẽ đi với giải thoát. Khi một đứa bé nó hiểu biết đất sét là gì thì nó không có mê chơi nữa. Khi một người con gái hiểu đó là cái người sải khanh thì họ sẽ không yêu nữa. Khi một người đi rừng biết đó là con rắn thì họ sẽ không có bị, họ sẽ không có cọng nó lên nữa. Khi một người đi rừng biết đó là trái độc họ sẽ không ăn nữa. Phải cho họ cái biết, chứ không đừng có đi nhắc họ từng cái. Nhắc họ từng cái, nay đây là trái độc, rồi ngày mai không nhắc họ thì họ làm sao. Cho nên phải dạy họ cái cách phân biệt được nấm độc, trái độc, rắn độc, nhện độc, kiến độc. Hiểu không? Đại Phật dạy cái hiểu biết. Vậy nên cái chữ Buddha rất là sang. Buddha có nghĩa là người tỉnh thức, thức giác, mà cũng có nghĩa là sự hiểu biết. Chữ Buddha có hai nghĩa, đó là người có hiểu biết, hoặc cũng có nghĩa là người thức giác từ cái giấc ngủ vô minh. Thầy Phật có hiểu rồi đó. Chứ còn mình thờ bằng cái niềm tin thuần túy tôn giáo thì lúc mình đang vô sự thì ok, nhưng mà lúc mình đụng chuyện thì cái thứ niềm tin nó không giúp được gì cho mình tin. Các vị hãy nghĩ, mỗi ngày các vị phải tập thể dục, ăn uống kiêng khem. Chứ còn các vị tưởng tượng mà các vị cái treo hình ông bác sĩ lên, các vị quỳ mà lại hoài thì lúc mà đang khỏe thì ok,
chụp hình mấy viên thuốc, chụp hình mấy hộp thuốc, chụp hình bệnh viện, chụp hình bác sĩ treo đầy nhà. Thì lúc mình khỏe thì thấy thấy cái đó ok đó, nhưng mà lúc mà nó đang nhức răng thì tôi nghĩ chắc chọc ông nha sĩ của mình rồi. Cũng khó, tôi bị nhức răng là tôi phải đi nha sĩ, chứ không thể nào mà tôi ngồi tôi nhìn hình mấy ông nha sĩ mà tôi đi hết nhức răng. Thì đạo Phật rất là thực tế, mà cái nó cái xui Phật tử thế này, có cái này tôi phải nói một cách trung dung, có trường hợp quý thầy vì phương tiện á, có thể trấn an những người Phật tử còn yếu đuối, các thầy dùng những phương tiện mềm xui một chỗ là những phương tiện ấy bị thiên hạ lạm dụng, rồi nó trở thành ra là một cái hướng tu học. Hiểu tôi nói hiểu không? Ví dụ như cô, tôi có biết một cụ bị ung thư cũng kỳ cuối, rồi cụ thèm mấy chả giò, biết chả giò thì trước đó mình hiểu ung thư là nó kỵ chiên xào dầu mỡ, nhưng mà khi cụ đã đến nước đó thì thôi, nhà bàn thôi, giờ má thích thì chịu má đi, thấy không? Mà cụ má biết bà cụ bị ung thư hết á, thì cái ông tài này nó nghe ông thách, ông nói trời đó ung thư mà bác sĩ cho ăn đó, cho ăn thoải mái đó, thì ông này hiểu gì có nên không? Trời, nguyên đáo của nó là không được. Tại sao vậy? Biết cái hoàn cảnh đặc biệt, cái cô này cổ là phút cuối rồi thì bác sĩ nói vậy, bác sĩ ông rình ông nghe là bị truyền luôn, ông sao cái là ông bị truyền lại, ông đi ông truyền lại, ông nói ông bác sĩ này bên Mỹ về, ông nói muốn ăn gì ăn là miễn sao vui vẻ thôi. Mà đúng, tôi có nói câu đó, mà tôi nói cho cái bà miệng này thôi. Đúng rồi. Bây giờ tôi nói được cái 2 ngày sau là bà đi mất tiêu rồi. Rồi. Nhưng bà được nguyện vọng mới được. Mà còn cái ông này là ông nghe đó, ông bèn lên đi truyền. Truyền khắp nơi, ông nói là ông bất nhiên nói. Thì cũng ngang ngang, nghĩ sao vui vẻ thôi. Đó, nó kẹt vậy. Cho nên mình không có trách cái ông này nói sai, mà mình hiểu là ông nói cái đó trong trường hợp nào. Đúng rồi. Chứ các vị nhớ cái này, cái câu này quan trọng nè. Cái câu này phải học như mít vậy đó. Muốn có được của hiếm thì ta phải quăng ra một số tiền lớn hoặc là một sự nỗ lực cũng hiếm. Nghe kịp không? Muốn có được một cái món đồ hiếm thì ta phải bỏ ra một số tiền lớn hoặc là một sự nỗ lực hiếm. Còn muốn ta muốn còn một cái món đồ dễ kiếm thì món đồ người ta cũng dễ có, mà cái gì dễ có thì có dễ nên liền lắm. Cho nên muốn thành tựu những chuyện, những cái giá trị tu hành thì các vị phải chảy máu mà tu. Ở đời không có của rẻ là của ôi. Không có pháp môn nào mà tắt cái đó. Bây giờ nếu có pháp môn tắt, xin lỗi đứa nào ngu nữa, tôi có môn dạy. Đúng không? Có ai đi đường vòng bao giờ không có tắt. Chỉ có pháp môn thích hợp hay không thích hợp thôi. Chứ không có pháp môn nào tắt hết á. Làm ơn nhớ gì đó. Rồi có những hứa hẹn như là thời này là thời mạt pháp, mình theo con đường này theo đường kia. Xin nói thiệt, cái mạt pháp đây là con người giống một cái mạt, không có đạo nào mạt hết. Ở ông này ông chậm thì tôi hướng dẫn ông cái con đường thích hợp với cái chậm. Bà này mới nhanh thì tôi hướng dẫn con đường hợp với cái nhanh. Nên nói như vậy hơn là nói rằng thời này là thời Phật pháp, các con nên đi theo cái nhà mập này để nó lên. Vì cái việc đó đầu bà này khác đầu ông này. Nhớ cái đó rất quan trọng. Mà đạo Phật cần ở chúng ta cái này. Bà nãy tôi nói người tu Phật có cần 4 cái. Một là phải luôn hướng tới cái tốt hơn, có khả năng từ chối chính mình, phủ nhận chính mình. Thứ hai có khả năng buông bỏ. Ba là tu về tu và có khả năng có cái tinh thần trách nhiệm với mình, trách nhiệm với người xung quanh. Thứ tư là tính cẩn trọng, rất là quan trọng. Thầy bà họ nói hay cách mấy thì mình phải là về mình tự xét lại, bởi vì khó nói, nó có nhiều khi nhầm cái lúc cái cơ địa mình lúc đó là tinh thần tâm trạng thể trạng não trạng của mình lúc đó mình thấy nó ok, mà sao đó mình chấp nhận được. Cho nên cái phải biết nghi ngờ con đường dưới chân, mà nãy tôi nói rồi, trật nó lệch một độ là nó đi ngàn dặm mà một độ thôi. Trong kinh kể có một vị pháp sư thuộc lòng tâm tạng mà đặt thiền định có thần thông thuộc lòng tâm tạng mà có thần thông, thì vì nó nghĩ mình đã a la hán rồi, thì ông đệ tử ông biết sư phụ mình chưa, ông từ cách ông nhắc ông tới nói thưa sư phụ, cái đạo nghiệp sư phụ đã xong chưa? Thì sư phụ nói rằng cái chuyện nên làm thầy đã làm. Thì người đệ tử có thưa thầy có thể hóa hiện một con voi cho con nhìn được không?
Rồi hồi đó đang chạy sầm sập sập tới chỗ thầy trò mình. Thì sư phụ nói gì đó bình thường. Thì ông nghĩ là một con vô to đùng đang chạy rầm rầm tới. Thì theo nguyên tắc á, cái người có thần thông á, khi họ tạo ra cái gì thì họ có thể kiểm soát được nó. Hiểu không? Thì cái đó là do mình tạo ra mà. Thì khi mà khi người đệ tử đứng kế bên thì người đệ tử đó điều khiển con vô đó, chứ không phải để cho ông thầy kiểm soát nó, bị người đệ tử giỏi hơn. Hiểu cái đó. Lẽ ra cô có thần thông, cô tạo ra cái đó thì con vô nó chạy tới đó nó nhìn, nhưng mà tại vì thần thông tôi giỏi hơn cho nên tôi không cho nó ngừng, tôi cho nó chạy luôn. Thì lúc đó cái phản xạ của sư phụ mới chụp người đệ tử kéo tránh cho. Thì người đệ tử nó kêu sư phụ bật la hét còn sợ hay sao, hiểu chưa? Lúc ông mới nói, tức là nãy ông có một xíu worry giờ hát không còn cái đó, thì ra thì mình chưa cho nên mình thấy chút xíu nữa. Chứ tôi kể hoài câu chuyện, anh cao thủ Quán Âm, anh là vô địch thiên hạ, độc cô cầu bại, nhưng mà cả đời anh con người anh không sợ, mình chỉ sợ một thứ thôi. Mỗi lần anh gặp đối thủ lớn á, trong đời anh không có đối thủ lớn nha, trong đời anh không có đối thủ lớn, chỉ có đối thủ đánh đả tay và không đả tay thôi, đối gì đó. Nhưng mà trong đời anh chỉ sợ có một động vật thôi, đó là con ong. Anh đang đánh mà anh nghe con ong rồi là anh phi thân nhỏ mắt, anh không có đánh, anh phi lâu cái tên là đi lại cái chỗ nào không có con ong mới đánh tiếp. Giờ nghe chỗ đó ông mới đánh. Tại sao vậy? Là bây giờ hồi nhỏ anh ở chùa, mỗi lần anh phạm lỗi đó, sư phụ bắt anh đứng giang cái ta ra giống như Chúa Giêsu vậy đó. Hai ta là hai thùng nước đầy, mà đổ nước là bị phạt. Mà cái thùng nước đó là nó nhọn cái đáy, biết không? Thường cái đáy nó bằng mà bây giờ cái đáy nó giống như cái cây kem, biết cái kem không? Túm lại nhọn. Rồi. Thì Việt Nam không có cái thùng đó, nhưng mình Tiểu Long có cái thùng đó. Mỗi lần anh phạm lỗi là sư phụ bắt anh phải đứng giang tay, đứng tắm giang tay, không được đổ nước. Hiểu không? Nói hiểu. Rồi có một lần anh đang đứng giang tay, ông mới chích. Ông mới chích cho. Mà bây giờ theo cái cô bây giờ mạnh nhất nhất là nước đổ. Mà nước đổ là bị phạt, mà phạt cái gì? 100 cách phạt. Một là nhịn đói, hai là ngủ trần trước thềm, không cho đắp mền mũi cắn, ba là bắt đi gánh nước tiếp, gánh theo kiểu đó đó. Ví dụ là nhiều cách làm để thế thà bây giờ mình chịu đau chút để mình không bị lạc nữa. Mà các vị biết con ong nó chích mình nó đau lắm, mà cứ như vậy đó, mỗi lần mà anh đứng giang ta như vậy là anh nghe ông nó bay từ xa là anh sợ, bao giờ mình chỉ chích có một lần thôi, nhưng mà mỗi lần mà đứng giang ta là anh nghe tiếng ong anh sợ, nghe kịp không? Và cái điều đó trở thành nỗi ám ảnh của anh. Sau này anh trở thành cao thủ rồi đó, mỗi lần anh nghe tiếng ong là anh bèn nhớ lại chuyện xưa. Lúc giờ nó trở thành một thứ nội kết trong đây nè, tức là anh khi anh trở thành cao thủ, trước khi anh trở thành đệ nhất cao thủ anh vẫn nghĩ anh là đệ nhất, nhưng mà khi anh trở thành đệ nhất rồi thì anh luôn luôn nhớ rằng ta có một nhược điểm. Con người hơn nhau ở chỗ là có nhược điểm và thấy được nó hay không. Trở đời này không ai không có nhược điểm, chúng ta chỉ hơn nhau ở chỗ là có thấy được cái nhược điểm của mình hay không, đó mới là hiện tại. Người ta nói người đi không té là may mắn, té mà biết đứng lên mới là người tại. Giống như là tôi hay nói đùa là cưới được người mình thương là may mắn, mà thương được nước mà lỡ cưới là trình độ. Khác nhau nhiều, khác rất là nhiều. Đi không té là may mắn, nhưng mà té rồi mà vẫn mỉm cười đứng lên, cái đó mà là khó. Không ai không bị va vấp, không ai không bị thất bại, không ai không bị trầy trật say sút, nhưng mà đằng sau những cái đó vẫn mỉm cười ung dung đứng lên, thì cái đó mình mới xài được. Mà hành trình tu tập là gì? Là một hành trình say sút, một hành trình say sút. Các vị về đâu có ngờ nãy giờ nó bằng cái thời kia. Vâng, đấy rồi sư, hoan hỉ quá, tri ân sư quá.